Làm thế nào để giảm bớt tình trạng giật mình ở trẻ sơ sinh? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái mẹo để giảm bớt tình trạng giật mình ở trẻ sơ sinh. Cái phản xạ giật mình thường chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại có thể khiến bé thức giấc về đêm. Một số bé thì có thể ngủ lại, nhưng một số bé thì lại không. Trẻ hay giật mình thì sẽ rất là hay quấy khóc khiến bố mẹ phải thức theo cùng. Và dưới đây là một số mẹo giúp các mẹ phòng ngừa tối đa hiện tượng trẻ sơ sinh hay giật mình khi ngủ. Trước tiên đó là hãy giữ bé ở gần cơ thể mình càng lâu càng tốt. Mẹ hãy ôm con vào trong lòng khi cúi dần dần xuống và giữ bé gần ngực mình trong vài giây trước khi đặt bé lên tấm đệm. Và khi bé nằm trên đệm rồi thì mẹ mới từ từ tách cơ thể mình ra. Và như vậy thì bé sẽ cảm thấy là an toàn khi có tấm đệm dưới lưng và cũng không giật mình khi tỉnh dậy. Thứ hai, các mẹ hãy quấn khăn cho trẻ sơ sinh. Mẹ hãy quấn khăn mềm quanh bé, làm như vậy thì bé có cảm giác thoải mái và an toàn như đang ở trong ngôi nhà của tử cung của người mẹ. Tuy nhiên ấy, hãy cẩn thận và không quấn quá chặt để tránh nguy cơ là loạn xạ hông và khớp vai. Thứ ba đó là nằm xuống giường cùng bé nếu trẻ sơ sinh hay giật mình. Chắc hẳn là mẹ đã không có một giấc ngủ ngon trong vòng nhiều ngày, và hãy nghỉ ngơi và nằm xuống giường cho bé bú. Bé sẽ rời khỏi bầu vú mẹ và tự ngủ. Tất nhiên là khi các mẹ đặt em bé ở bên cạnh hoặc là trên bụng mình ấy, thì các mẹ hãy luôn đảm bảo là cái đường thở của bé không bị che lấp. Mẹ chỉ cần quay đầu bé sang một bên để giữ cho mũi và miệng của bé không bị vướng. Và hãy khuyến khích bé vận động để giảm bớt cái tình trạng giật mình. Đôi khi trẻ sẽ cảm thấy là không thoải mái nếu cả ngày bị quấn trong lớp tã chật cứng này. Và hãy cho trẻ vận động để tăng cái sức mạnh của các cơ bắp. Cái việc này tạo cho cái phản xạ kiểm soát vận động của mình. Và bé nằm sấp và tự ngóc đầu lên, mẹ có thể giữ bé trong lòng để bé tập kiểm soát đầu và cổ. Khi bé đã quen với cái cách vận động, cái việc giật mình khi ngủ sẽ giảm bớt đi. Và tôi hy vọng rằng là những cái cách khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh hay giật mình mà tôi vừa chia sẻ ở trên sẽ là những thông tin hữu ích đối với các mẹ đang nuôi con nhỏ.